5 nguyên nhân gây u nang buồng trứng. Nắm rõ các kiến thức về nguyên nhân gây u nang buồng trứng là điều cần thiết để các chị em phụ nữ có những hiểu biết cơ bản về căn bệnh này và từ đó có biện pháp phòng tránh bệnh hiệu quả. 1. Do nang trứng phát triển không đầy đủ. Nang trứng phát triển không đầy đủ, không hoàn thiện, dẫn đến không hấp thụ được các chất dinh dưỡng. Từ đó, nang trứng không thể hấp thu đầy đủ các chất lỏng trong buồng trứng được. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến u nang buồng trứng. Các u nang đó thường không có triệu chứng và biến mất một cách tự nhiên sau một vài tuần. Hiếm khi nang xuất huyết, vỡ hoặc xoắn gây nên cơn đau cấp tính. 2. Thể vàng phát triển quá mức dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt bị kéo dài. Thể vàng là đơn vị chức năng của buồng trứng. Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thường kéo dài 4 đến 7 ngày. Nhưng trong trường hợp thể vàng hoạt động quá mức sẽ khiến chu kỳ kinh nguyệt bị kéo dài, kèm theo chảy máu nặng hơn. Ở một số trường hợp hiếm gặp, các nang trứng còn bị vỡ, gây đau cấp tính ở bụng, khiến các hình ảnh lâm sàng của thai ngoài tử cung bị xáo trộn. 3. Do mạch máu của nang trứng bị vỡ. Hiện tượng này thường diễn ra bất ngờ và không có triệu chứng. Nang trứng bị vỡ sẽ gây nên những cơn đau cấp tính ở bụng và thường dẫn đến xuất huyết u nang. 4. Dư thừa chorionic gonadotropin. Dư thừa chorionic gonadotropin sẽ dẫn đến u nang lutein. Tình trạng này thường do các nguyên nhân sau. Rối loạn HCG để kích thích rụng trứng. Các khối u xuất hiện trong thời kỳ thai nghén. Các khối u nang này thường sẽ tự biến mất một cách tự nhiên sau khi các khối u trong kỳ mang thai bị loại bỏ hoặc khi ngừng điều trị HCG. 5. Do sự kích thích buồng trứng của các hormone luteinizing. Nếu định lượng hormone luteinizing trong buồng trứng quá cao sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nội tiết ở buồng trứng, dẫn đến buồng trứng đa nang với các biểu hiện thường gặp như rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ kinh nguyệt không đều, không ổn định, thay đổi thất thường, bệnh béo phì gia tăng, nam tính hóa, mặt và tay chân mọc nhiều lông, vô sinh do không có sự rụng trứng. Bệnh u nang buồng trứng là những tổn thương không ác tính, thường không có triệu chứng và thường tự biến mất sau một thời gian. Sự rối loạn nội tiết hoặc các đơn vị chức năng của buồng trứng, thể vàng chính là những nguyên nhân u nang buồng trứng. Đây là một trong những căn bệnh về phụ khoa phổ biến ở phụ nữ hiện nay. Do đó, các chị em phụ nữ nên có kiến thức về các nguyên nhân gây bệnh để có các phương pháp phòng tránh bệnh, tránh gây nên những hậu quả như ảnh hưởng đến khả năng sinh con, giảm chất lượng đời sống vợ chồng và đặc biệt là tránh gây nên những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của mình. Video đến đây hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!